Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng đến với bài kiểm tra dự kỳ ôn tập môn tiếng Anh lớp 11 hệ 75 các em nhé. Và đề này là thời gian làm bài 45 phút. Đây là đề thi thật của trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến. Ở bài đầu tiên thì cái dạng bài này quá quen thuộc đối với các bạn rồi. Đây là dạng bài chọn từ mà phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. Thì với dạng bài này thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ đọc, có thể đọc thành tiếng cái từ đó lên, đọc nhỏ thôi, hoặc là đọc to, thì nó tùy bạn. Luyện tập thì chúng ta có thể đọc to lên, được chưa? Và chúng ta nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không biết được hoàn toàn, chúng ta có thể tra từ điển online hoặc từ điển giấy để chúng ta chia xem là cái phiên âm của từ này như thế nào. Thì cái phiên âm như thế nào nó sẽ phát âm như thế. Còn cái chuyên đề về phát âm đi, các âm tiết phát âm thì chúng ta lại phải học riêng. Nếu mà chúng ta biết được ba từ là chúng ta hoàn toàn có thể chọn được rồi. Chúng ta cố gắng suy luận trước. Sau khi nếu mà suy luận chúng ta suy luận vẫn chưa được, suy luận bằng cách nào? Từ nào biết trước chúng ta đọc trước, đúng nào ít nhất trong này phải có hai từ chúng ta đã biết dùng. Và sau đó chúng ta đọc xem cái âm đó là gì. Ví dụ âm A chẳng hạn, chúng ta ghép vào các cái từ khác xem đọc nó có xuôi không. Từ nào xuôi hơn thì khả năng là nó sẽ phát âm giống với hai cái từ kia. Được chưa các bạn? Rồi về đây là chúng ta hãy cùng làm nhé. Câu số 1. Across. Arrest. Advantage và từ advertise. Từ cuối cùng đọc là advertise và tất cả là ơ. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án. Đáp án là câu D. Number 2. Swallow, nuốt. Short, thanh gươm. Swing, cái xích đu, đu đưa đấy. Và swim đây là bơi lội, tất cả là swim. Và câu B là âm S, âm bị câm các em nhé. Number 3. Conservation, sự bảo tồn. Nation, quốc gia. Mention, đề cập đến. Và question, thì từ câu này rất hay thi question. Chờ. Number 4. Acid, hide. Extinct là tuyệt chủng. Và site, và đây chúng ta sẽ chọn câu B. Dạng bài tiếp theo là closest. Chúng ta cứ nhìn thấy cái từ closest thì ở đây chúng ta sẽ phải chọn từ mà có nghĩa và nó gần nghĩa nhất về cái từ được gạch chân các em nhé. Đây là dạng bài về từ vựng. Question 5. Deforestation is destroying large areas of tropical rainforest. Deforestation, chúng ta có từ forest là rừng. Được chưa? Deforestation tức là cái sự chặt phá rừng. Đang destroying ở đây là tàn phá. Large, những cái khu vực lớn của rừng mưa nhiệt đới. Vậy nên chúng ta cần tìm một từ có nghĩa là tàn phá. Thì ở đây chúng ta có từ, câu này thì không quá khó với các bạn, thì damaging. Damaging là cũng là tàn phá. Và từ becoming là trở nên. Raising là quyên góp, nuôi trồng cái gì đó. Và changing là sự thay đổi. Question 6. Our well-trained staff are always courteous to customers. Những cái nhân viên, đội ngũ nhân viên được đào tạo rất là bài bản của chúng tôi thì luôn luôn courteous ở đây là lịch sự đối với khách hàng. Đúng nào, lịch sự đối với khách hàng. Ở đây chúng ta hoàn toàn có thể suy luận từ well-trained staff. Staff là nhân viên được đào tạo bài bản. Thì đối với khách hàng, đầu tiên bao giờ phải là thái độ lịch sự. Vậy ở đây chúng ta có từ honest, chữ H câm em nhé. Là sự trung, là trung thực. Patient là kiên nhẫn. Được chưa? Câu D thì cũng không có nghĩa là lịch sự. Câu C không có nghĩa là lịch sự. Và câu D, polite, thì có nghĩa là lịch sự. Câu này chúng ta hoàn toàn có thể chọn được luôn từ polite. Rồi. Dạng bài tiếp theo chúng ta nhìn đến từ opposite là trái nghĩa các em nhé. Và chọn từ trái nghĩa. Chọn từ trái nghĩa thì chúng ta nhớ để chúng ta suy luận ra từ trái nghĩa. Hoặc là biết nghĩa của cái phần gạch chân thì chúng ta sẽ suy luận ra từ trái nghĩa. Tránh trường hợp là chúng ta lại khoanh những cái từ nào giống nghĩa. Bởi vì chúng ta chưa đọc kỹ đề giống như là closest ở bài trên. Question 7. Solar energy is not only plentiful but also infinite. Năng lượng mặt trời thì không những plentiful, đây là dồi dào, mà còn
mà còn infinite có nghĩa là vô hạn, các bạn, có nghĩa là không có hạn, vô hạn. Thì ở đây chúng ta có câu A, unlimited có nghĩa là vô hạn rồi, được chưa? Từ strong là khỏe, rapid là nhanh, vậy không liên quan gì cả, chúng ta sẽ chọn từ limited. Question 8, the boat provides spacious accommodation for five people. Con thuyền này thì cung cấp accommodation là cái chỗ ở cho 5 người. Vậy chỗ ở 5 người thì cũng khá là rộng rãi, spacious ở đây có nghĩa là rộng rãi, to lớn. Vậy chúng ta tìm từ trái nghĩa về nó. Ở đây thì noisy là ồn ào. Từ large đồng nghĩa. Từ quiet ở đây là khá, không phải là tính từ. Vậy chúng ta sẽ chọn từ small trái nghĩa đây nhé. Tiếp theo, bài tiếp theo là bài chức năng giao tiếp này. Chức năng giao tiếp, question 9, question 10. Hùng, thank you very much for a lovely party. Hùng cảm ơn rất nhiều về cái bữa tiệc rất là dễ thương này. Vậy thì khi người ta nói cái lời cảm ơn mình thì cái câu trả lời tốt nhất là không có chi, đúng nào? Không có chi ở đây thì là câu B, you're welcome. Bạn không có chi đây, chúng ta dịch là không có chi, bạn luôn luôn được chào đón. Have a good day, tức là chúc mừng, người ta đang chúc mừng chưa đúng. Câu cheers là cũng là xin chúc mừng, chúc tụng gì đó, nâng ly. Và thanks ở đây là cảm ơn thì chúng ta ai giúp mình chúng ta cảm ơn thôi, ở đây người ta cảm ơn mình sẽ trả lời một cách lịch sự theo chức năng giao tiếp là be. Number 10, I'm having an examination tomorrow. Tôi sẽ có một cái bài thi ngày mai. Được chưa? Vậy thì khi một cái người đầu tiên người ta đưa ra một cái thông tin như thế liên quan đến bài thi thì thường là mình sẽ chúc may mắn đúng không các em, vậy đây chúng ta sẽ dùng good luck. Còn từ congratulations là xin chúc mừng sau khi đã phải đạt đạt được một cái thành quả gì đó. Tiếp theo là cái phần này chúng ta sẽ chọn cái phần gạch chân được phát âm khác, chúng ta nhìn là chúng ta đã suy luận dạng bài rồi. Question 11, how many friends among whom I like to be considered give her encouragement. Nhiều người bạn của những người bạn, nhiều người bạn của cô ấy. Mà trong số đó tôi rất muốn được được nhắc đến, đã cho cô ấy cái sự sự động viên khuyến khích, encouragement. Ở đây chúng ta thấy là bài này thì sẽ tập trung nhiều về cái đại từ quan hệ đúng không ạ? Ở đây chúng ta thấy là who sẽ không đứng sau cái giới từ đúng không nào, đứng sau giới từ. Và trong trường hợp này thì mình trong số họ đúng không nào, trong số họ mà tôi muốn được đề cập đến họ đấy thì đã cho cô ấy cái sự khuyến khích, sự động lực rất là nhiều, sự động viên rất nhiều thì chúng ta sẽ thường dùng là among whom các em nhé. Who thì mang nghĩa chủ động cơ, who thì chúng ta sẽ không có among nữa, người mà làm việc gì trong số họ thì chúng ta sẽ dùng là who, among. Phân biệt một chút giữa từ among và từ between. Từ between, between tức là giữa hai người, hai vật. Between something and something, giữa cái gì và cái gì, giữa người nào và người nào. Còn among là trong số một nhóm người, giữa một nhóm người các bạn nhé. Number 12, among their students are many foreigners who attend language classes at the South Campus. Trong số chúng tôi những học sinh, trong số những học sinh chúng tôi đây, người ta nhấn mạnh một chút là những cái người nước ngoài, người mà tham dự những cái lớp học ngôn ngữ ở cái khuôn viên của trường ở phía Nam đấy. Vậy đây chúng ta thấy là among us, chúng ta nhấn mạnh thôi, trong số những học sinh chúng tôi đấy là những cái người foreigners, many foreigners, không sai. Đây chúng ta cũng học về mệnh đề quan hệ đúng nào, các cái đại từ quan hệ chúng ta lưu ý tập trung vào chúng cô. Đây từ who, từ who ở đây các bạn lưu ý là từ who, nếu mà theo mặt cấu trúc thì who theo sau nó chúng ta phải cộng danh từ cơ, ở đây không có danh từ. Ở đây từ foreigners mình muốn kết nối với từ attend là động từ thì chúng ta phải cần làm một đại từ quan hệ chỉ người là who mang nghĩa chủ động. Chúng ta sẽ chọn câu C và sẽ chuyển đến who em nhé. Question 13, the environment where wild animals are living in our bodies is joy.
Môi trường nơi mà những cái loài động vật hoang dã đang sống ý, đang sống ở đó thì giờ đây đang bị hủy hoại, đang bị tàn phá một cách nghiêm trọng. Ở đây chúng ta thấy là cái thông tin ở đây, môi trường nơi mà các loài động vật sống thì nó không sai rồi, mệnh đề quan hệ hay là cái cấu trúc và phân tích cũng không sai, thì tại thực diễn, nhưng nó sai ở đây là sai ở chỗ là cái tính chất khẳng chủ động hay bị động, môi trường tự nó không thể tự tàn phá nó được, mà chúng ta nó bị con người tàn phá. Thì ở đây chúng ta sẽ xài câu D và chúng ta phải chuyển sang câu bị động với thì hiện tại tiếp diễn. Cấu trúc là is being cộng verb ed verb 13 các em nhé. Ở đây từ nào bắt lên thì nó đồng dựng cũng được. Và đây chúng ta sẽ điền là being destroyed. Bị tàn phá, cái này có nghĩa là bị tàn phá, đang bị tàn phá em, đang bị tàn phá rồi. Vậy thì riêng bài tập về thì em phải lưu ý cho cô, chúng ta đã học cả câu chủ động và câu bị động. Nếu mà liên quan đến bài tập về thì chúng ta phải xác định là xem cái yếu tố về chủ động bị động ở trong đó, đó là câu chủ động và câu bị động nhé. Question 14. The film will make a too long castle. Part of it dates back to 1466. Bộ phim được quay ở cái lâu đài Tulloch mà cái phần của nó, cái thành phần của nó đấy, các cái bộ phận của nó thì tính có cái niên đại hay là có cái xuất xứ hay là được xây dựng từ năm 1466. Vậy đây chúng ta thấy là từ đây là vẫn là liên quan đến mệnh đề quan hệ đấy nhá, vẫn là liên quan đến mệnh đề quan hệ, là liên quan đến mệnh đề quan hệ rất là sâu sắc. Ở đây nếu mà nối hai vế, đúng là it ở đây thực chất là to lock castle, nhưng nếu mà chúng ta nối hai cái mệnh đề với nhau, chúng ta cần phải sử dụng cái đại, các cái đại từ quan hệ trong trường hợp này. Một phần của nó đây chính là cái phần của lâu đài các bạn ạ. Vậy thì câu số 14 thì chúng ta sẽ chọn câu B, được chưa? Và chúng ta sẽ dùng là past of which cho các em, past of which, các phần của nó tính đến ngày nào đó. Bởi vì nếu mà chúng ta dùng past of it thì chúng ta sẽ có dấu chấm cơ, nếu mà không liên quan đến cái quan hệ. Rồi, chúng ta cùng đến với phần tiếp theo là phần đọc điền, đọc đục lỗ các em nhé. Ở dạng bài này thì các em lưu ý là sẽ có hai dạng. Thứ nhất là dạng về từ vựng và thứ hai là dạng về về ngữ pháp. À, ví dụ chúng ta nhìn câu số 15 này là từ vựng này, câu số 16, 17 là ngữ pháp, câu số 18 từ vựng và câu số 19 là ngữ pháp. Vậy thì chúng ta có thể đọc nhanh cái phần, cái câu đầu của bài đọc để chúng ta đoán dự dự trừng dự dự trù hay là ước đoán được cái nội dung mà chúng ta sẽ học tiếp theo. The growth of cities and their industry in the 19th and 20th century brought increasing pollution of the rivers and waterways. Cái sự phát triển của những cái thành phố và gì đó của ngành công nghiệp vào thế kỷ 19 và thế kỷ 20 đã gây ra, chúng ta sẽ dịch là gây ra cái sự ô nhiễm ngày càng tăng của sông ngòi và các cái đường nước, của các sông ngòi và các cái đường nước. Vậy ở đây chắc chắn là nói về cái việc ô nhiễm nguồn nước rồi. Vậy thì sau đó cái thông tin gì người ta có thể đưa ra cái giải pháp hoặc các cái phương hướng gì đó, chúng ta dự đoán đây là liên quan đến các cái thông tin liên quan đến việc ô nhiễm nước, cái giải pháp vân vân. Câu số 1, câu số 15. Ở đây chúng ta thấy growing là danh từ, phát triển, decline danh từ suy giảm, development danh từ sự phát triển, và labor đây là lao động, sức lao động. Vậy chúng ta thấy câu số 15, sự phát triển của thành phố và cái sự phát triển của ngành công nghiệp, đúng nào, và thế kỷ này ngành công nghiệp phát triển rất là mạnh mẽ. Vậy đây chúng ta sẽ chọn cho cô cái câu C, the development là danh từ chuẩn nhất, còn cái từ growing thì thường là người ta dùng giọng phát âm nhiều hơn, mặc dù vẫn có thể là nghĩa là danh từ. Tuy nhiên nếu mà danh từ thì người ta hay dùng từ growth em nhé. Rồi vậy thì câu này chúng ta sẽ dùng development. As a consequence, water purification treatment have become more and more important as a means of providing safe water.
Kết quả là những cái cách thức để lọc nước đấy, purification, ở đây chúng ta purification là cái sự thanh lọc nước, thì đã trở nên ngày càng quan trọng như là một cách để cung cấp nguồn nước an toàn. The most widely used method of water purification is water filtration plants. Remove impurities from the water by passing it, sand, and in some system, treating the water with elements such as chlorine. Cái phương thức mà lọc nước được sử dụng rộng rãi nhất là cái phương pháp là cái nhà máy lọc nước. Ở đây chúng ta phải thực plants, ở đây có thể là thực vật này, có thể là cây trồng này, cũng có thể là cái trạm hoặc là nhà máy gì đó. Ở đây chúng ta có động từ remove, vậy ở đây chắc chắn chúng ta cần một từ nối rồi. Từ nối giữa cái danh từ và cái động từ này là cấu trúc danh từ và động từ. Chỉ danh từ ở đây là các cái nhà máy này nhé, là vật. Vậy đây là động từ, cấu trúc là danh từ chỉ vật này, cộng which cộng động từ. Ở đây chúng ta sẽ có từ which và từ what thì không phải, rồi who là người, when là khi. Để tách những cái chất 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 bẩn từ nước bằng cách passing it, bằng cách cho nó chảy qua cát, đúng không? Ngày xưa thì cái chúng ta hay lấy nước ở giếng khoan đấy, lấy nước ở sông Hồ thì chúng ta thường cho chảy qua cát cho cái thanh lọc. And in some system, và ở một số cái hệ thống ấy, thì cái việc xử lý nước với những cái chất như là clo, chúng ta hay gọi là clo. Filtration system began in Western Europe. Cái hệ thống lọc nước đã bắt đầu ở phía Tây Âu. The first treatment plants were built in 1829 to purify the River Thames in England. Cái nhà máy mà xử lý nước đầu tiên được xây dựng vào năm 1829 để thanh lọc nước của sông Thames ở nước Anh. Và năm 1854, the for water treatment plant became recognized and the need for pure water a matter of public concern when London cholera epidemic was traced to public well. Và năm 1854, cái gì đó cho cái những cái nhà máy xử lý nước. Thế nên chúng ta cần một danh từ, đúng nào? Thì ở đây danh từ mà đi với từ for chúng ta có the need, tức là cái nhu cầu cho cái gì. Còn những cái danh từ khác thì chúng ta đi với of chẳng hạn. Ví dụ từ cost là chi phí, từ liking là sở thích. Thì ở đây cái sở thích đi với for cũng được nhưng nó không hợp nghĩa trong trường hợp này. Và từ popularity là sự phổ biến, sự lan tràn. Ở đây chúng ta cần là cái nhu cầu cho cái nhà máy xử lý nước đang ngày càng được công nhận. Và the need for, ở đây các bạn nhìn thấy the need for. Và cái nhu cầu cho nguồn nước sạch. Đúng nào? Là một cái vấn đề rất là quan ngại của công chúng khi mà ở đây chúng ta đến từ cholera là bệnh dịch tả, epidemic có nghĩa là cái rồi. Vậy chúng ta đến câu 19 em nhé. Most cities first in England, then in the US and later throughout the world developed filtration plants to avoid cholera outbreaks that frequently ravaged community. Ở đây chúng ta thấy có hầu hết những thành phố đầu tiên ở nước Anh, sau đó là ở Mỹ và sau đó là trên khắp thế giới đã phát triển những nhà máy lọc nước để outbreaks, ở đây chúng ta là có chữ outbreaks là danh từ những cái vụ đợt bùng phát dịch tả, để tránh những cái đợt bùng phát dịch tả. Bởi vì là nếu mà dịch tả nó những cái vi khuẩn hay là của dịch tả chẳng hạn nó rơi xuống nước và chúng ta ăn uống trực tiếp hay là ăn uống đun nấu nó không được sạch thì sẽ gây bệnh. Mà thường xuyên đã gây tàn phá cộng đồng của họ. Thì ở đây chúng ta thấy, ở đây chúng ta là về các cái tính từ. Ở đây chúng ta có về tính từ sở hữu này, rồi lại là cả đại từ nhân xưng này, đúng không các em? Rồi vậy đây là cả đại từ sở hữu nữa. Tuy nhiên ở đây chúng ta phải nhận diện là chúng ta sẽ cần trước danh từ thì chúng ta cần một tính từ sở hữu. Thì đây chỉ có cái câu A với câu B là tính từ sở hữu thôi, được chưa? Vậy thì
Tính từ sở hữu là gì? Chúng ta phải tìm cái danh từ lần gần nhất ở đó xem là cái tính từ này nó đại diện cho community, ở đây là những cộng đồng của cái gì, thì đây chính là cộng đồng của các cái thành phố này, tức là những người dân sống ở đó. Vậy chúng ta sẽ dùng từ there, thành phố là số nhiều chưa, còn is là nó chỉ là một thành phố thôi. Rồi chúng ta cùng đến với phần tiếp theo nhé. Phần tiếp theo thì chúng ta đặt tiêu đề này: Between the Revolutionary period and World War I, the United States Post Office was set out to improve transportation of the post office mails. Giữa cái thời kỳ cải cách và chiến tranh thế giới thứ nhất, nước Mỹ, những người đây chúng ta dịch ngược lên là những cái bưu điện của Mỹ đã được thành lập, đã được được thành lập yêu cầu để cải thiện cái việc vận chuyển những cái mail hay là cái bức thư đấy, ở đấy là cái bức thư. Vậy chắc chắn cái bài này nó sẽ nói về liên quan đến cái việc vận chuyển, đúng nào? Ở đây chúng ta đã thấy tiêu đề rồi, việc vận chuyển cái bức thư đấy. Rồi vậy chúng ta hãy cùng đọc tiếp nào. The passage is about, cái đoạn văn này là về cái gì? Thì thông thường là những cái thông tin gọi là chi tiết đấy các em. Chung chung, tôi xin lỗi, tôi là thông tin khái quát. Nội dung chính, topic là chủ đề thì chúng ta sẽ để sau em nhé. Chúng ta đến với câu 21. According to the passage, the main purpose of the post office is. Theo đoạn văn thì cái mục đích chính của bưu điện là gì? Câu A, để giao thư một cách an toàn và nhanh nhất có thể. Câu B, phát triển những cái phương cách cách thức vận chuyển. Câu C để trợ giá, subsidize là trợ giá hay là đầu tư cho những cái hình thức vận chuyển mới. Và câu D để áp dụng những cái cách thức vận chuyển mới. Vậy mục đích chính của bưu điện là gì các bạn? Kể cả chúng ta không đọc bài này thì chúng ta vẫn biết là mục đích chính của bưu điện là gì, đúng không? Ở đây thì cái bài này thì người ta nhấn mạnh nhiều đến cái việc vận chuyển. Tuy nhiên, một đích chính của bưu điện đó là giao thư, và cái việc vận chuyển chỉ là một cái cách thức để họ cải tiến hoặc là phục vụ cho cái việc giao thư của mình thôi. Còn ở đây chúng ta thấy có câu C này, trợ giá cho hình thức hoặc là gọi là đóng góp cho cái hình thức mới của việc vận chuyển chỉ là một phần thôi. Phát triển phương thức vận chuyển hay là áp dụng phương thức vận chuyển mới thì không phải là mục đích chính. Đấy chỉ là những cái cách thức để bổ trợ. Vậy đây chúng ta sẽ chọn câu A. To deliver mail as simply and fast as possible. Giao thư một cách nhanh và an toàn nhất có thể. Câu số 22. It means the transportation used in the post office is not referred in the passage. Cái phương thức giao thư ấy, phương thức vận chuyển nào được sử dụng ở bưu điện thì không được đề cập đến trong đoạn văn. Chúng ta lưu ý là không được đề cập nhé. Đầu tiên là train là tàu hỏa này, car là xe ô tô hơi này, xe hơi, plane là máy bay và motorcycle là xe máy. Vậy ở thời ngày xưa theo cái định nghĩa trong này thì chúng ta xem là cái phương tiện nào các em nhé. Đây, ở đây chúng ta thấy có đầu tiên là railroad, đường tàu hỏa, chắc chắn là có tàu hỏa rồi. Đây, automobile là xe này, airplane, được chưa các em? Ở đây thì dòng sau người ta cũng không hề đề cập đến là có xe máy. Vậy ở đây chúng ta sẽ không để xe máy, còn bây giờ mới có xe máy đâu em ạ. À, bây giờ thì các cái bưu điện lớn ấy cũng tùy, còn các cái cửa hàng hay là các cái đơn vị vận chuyển phát nhanh ý, thì người ta sẽ dùng đến xe máy. Number 23, the post office. A, chưa, bưu điện thì câu A, chưa bao giờ sử dụng trực thăng trong việc giao tiếp, trong việc giao thư. Ở đây helicopter là trực thăng này, trong việc đưa thư. Câu B là không đóng góp gì đối với việc xây dựng những cái con đường. Câu C, đóng góp thu nhập để xây dựng những cái con đường cao tốc này, đường tàu này và đường hàng không. Câu D là chưa bao giờ
là cái đối tượng đầu tiên sử dụng những cái phương thức giao thức phương thức giao thương mới. Vậy câu 23 ở đây chúng ta thấy câu A và câu B chưa đúng rồi. Bởi vì câu A nhá, ở đây người ta có đề cập này, ở đây người ta có đề cập cái gì nhá. À, chúng ta thấy có từ helicopters. Vậy thì chắc chắn là nó có sử dụng rồi. Đồng loạt tức là đồng thời sử dụng cả cái phương thức này. Các phương thức ở trên và đồng thời sử dụng cả cái phương thức này nữa. Câu B không có đóng góp đối với việc xây dựng đường xá. Ở đây chúng ta thấy là ở đây người ta có nói là đây những cái nhà thầu về đưa thư bưu điện cũng đảm bảo những cái nguồn thu nhập cần thiết để xây dựng những cái đường cao tốc này, đường tàu này, đường máy bay vân vân. Vậy thì chắc chắn là liên quan đến đường xá, câu B đúng rồi. À, câu B là sai rồi, bởi vì no. Câu C đóng góp thu nhập để xây dựng thì câu này đúng là thông tin chúng ta cần tìm ở khu vực dịch. Câu D chưa bao giờ là người đầu tiên thì chưa bao giờ là người đầu tiên để sử dụng một cái phương thức vận chuyển mới. Thì ở đây thì thực ra là cái câu này người ta cũng không hề đề cập đến trong bài đúng không em? Đây chúng ta đọc thì cũng không hề đề cập đến, người ta chỉ đề cập đến ở đây là những cái cách thức để cái phương thức vận chuyển thư ấy chúng đã phát triển. Ở đây là cái bối cảnh của nửa sau của thế kỷ 19 đúng không ạ? Nó đã phát triển như thế nào? Đúng nào? Và nó sử dụng những cái đường, cái phương thức vận chuyển chính như thế nào? Thì cái câu đi ở đây thì nó không đề cập đến. Câu số 24, any road on which the mail travels is called. Bất cứ con đường nào mà thư đi qua được gọi là gì? Câu A là đường mô tô, xe máy này, highway, đường cao tốc này, đường quốc gia hay là đường thư? Vậy thì đương nhiên câu này quá là dễ rồi. Post road, đường thư. Đấy chính là đường thư em nhé. Kể cả ngày xưa thời chiến tranh mà thư đi qua những cánh rừng Trường Sơn ý, cái trạm đấy cũng là đường thư và bây giờ thì vẫn là đường thư. Thì cái thông tin này chúng ta có thể tìm thấy ở trong bài. Đây, a post road being any road on which the mail travel. Chưa? Và cái con đường thư này nó vẫn có cái sự cải tiến để vận dụng hoặc là áp dụng những cái phương thức mới làm sao được thư giao nhanh và hiện đại nhất. Rồi, phần tự luận, chúng ta đến phần tự luận 16 câu nhé. Phần tự luận đầu tiên là có chia động từ này thì, phần thứ hai là dạng từ. Và phần số 3 là viết lại câu sao cho nó không đột. Đề này là một đề tương đối chi tiết và bám sát, rất là sát, cũng như là bao gồm cả trắc nghiệm tự luận đến chương trình học giữa kỳ của các em. Vậy các em hãy ôn kỹ những cái phần lý thuyết mà cô nốt cũng như là những câu mà cô chữa thì chúng ta sẽ nắm được tổng quan là kiến thức chúng ta phần ôn là gì các em nhé. Question 25 and 26. When I come, she left for Dallas 10 minutes ago. Khi mà tôi đến ý, thì cô ấy đã rời, cô ấy đã đến. Leave for đây là đến. Rời đến là được cách đây 10 phút rồi, cách đó 10 phút rồi. Vậy những cái câu này chúng ta đặc biệt là có từ ago thì chắc chắn là quá khứ rồi. Tuy nhiên khi mà có từ when ấy, thì thường là chúng ta một về chúng ta sẽ phải xác định là xem có liên quan quá khứ hoàn thành không hay là quá khứ tiếp diễn không. Thì đây cái hành động tôi đến ấy, tôi đến đã xảy ra trong quá khứ rồi, chúng ta sẽ dùng quá khứ đơn. Và cái hành động cô ấy rời đi trong 10 phút rồi là cái hành động xảy ra trước, chúng ta sẽ dùng quá khứ hoàn thành em nhé. Quá khứ đơn thì chúng ta sẽ có công thức là chủ ngữ này cộng verb ed verb cột 2, thì cái từ này là từ bất quy tắc, quá khứ của nó là came. She, quá khứ hoàn thành là chúng ta có từ had và động từ chính chúng ta sẽ chia ở cột 3 là had left. Và cô ấy đã rời đi rồi. Tiếp theo câu số 27. Để làm bài dạng bài về thì chúng ta phải xác định dấu hiệu. He moved to Hồ Chí Minh City last year. Năm ngoái anh ấy đã rời đến thành phố Hồ Chí Minh. And I not have him seen then. Dấu hiệu ở phía sau là từ since em nhé. Since là dấu hiệu của từ hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành đúng nè. Kể từ đó, kể từ cái thời điểm mà anh ấy chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh thì tôi đã không gặp anh ấy nữa. Được chưa? Vậy đây chúng ta sẽ dùng là chúng ta dịch là gặp thôi. Ở đây là phủ định là haven't. Had. Ba cái công thức làm bài về thì ba bước của xin lỗi là bước 1 này. Step 1 là bạn phải xác định được dấu hiệu.
chia động từ với nhá. Step 2. Step 2 là bao? Bạn phải xác định được cái công thức đấy là khẳng định này, phủ định cái từ mình cần chia ấy, hay là nghi vấn. Và bước 3 thì bạn sẽ xác định chủ ngữ để bạn áp dụng công thức nhá. Chủ ngữ và chia. Đấy, đây là ba bước mà cô hướng dẫn các bạn, và chúng ta làm này thì rất là khó. Khó để chúng ta không ăn điểm. Number 28. Our house destroyed in the storm last night. Tối qua nhà của chúng tôi destroyed, đây là tàn phá. Vậy thì nhà của tôi không tự tàn phá được mà phải bị tàn phá, nhà của chúng tôi bị phá hủy đúng nào trong trận bão tối qua. Vậy đây chúng ta cần một cấu trúc bị động. Cấu trúc bị động ở đây last night là quá khứ, thì cấu trúc bị động là were hoặc là were, was hoặc là were cộng verb ed verb cột 3. Bạn nhé. Vậy đây chúng ta có từ our house destroy, chúng ta sẽ dùng là were, và destroy thì chúng ta sẽ thêm ed, bởi đây là từ có quy tắc đọc là destroyed. Number 29. Linda was the last student asked at the oral exam. Linda là cái học sinh cuối cùng bị hỏi trong cái kỳ thi vấn đáp. Vậy đây chúng ta lưu ý, luôn luôn lưu ý cấu trúc bị động cho cô. Đây là cấu trúc bị động nhé. Đây cũng là cấu trúc về mệnh đề quan hệ rút gọn. Mệnh đề quan hệ rút gọn thì có 3 dạng. Thứ nhất là chúng ta sẽ dùng là rút gọn dạng động từ rút gọn dạng verb ing với cái chủ ngữ là chủ động, dạng verb ed verb cột 3 đối với chủ ngữ mang tính bị động. Ở đây là những cái trường hợp đặc biệt như là cái người đầu tiên, người thứ hai, người thứ ba là gì, thì mệnh đề quan hệ dạng rút gọn chúng ta sẽ dùng to infinitive, tức là dạng to cộng verb. Vậy ở đây các bạn sẽ dùng là to ask. Nhưng đấy, nếu mà nó mang nghĩa chủ động, chúng ta phải dùng to ask. Nhưng ở đây, Linda là học sinh cuối cùng được hỏi trong kỳ thi vấn đáp, chúng ta phải dùng to be. Vẫn là to infinitive, và từ ask, chúng ta phải dùng ed, to be asked. Chúng ta chuyển đến bài tiếp theo là dạng từ. Dạng từ ở đây là danh động tính danh nhé, danh động tính trạng. Nếu mà trong câu người ta cho mình một động từ chẳng hạn, thì khả năng mình sẽ chuyển thành danh từ hoặc tính từ trạng từ, tức là nó ngoài cái dạng đó ra, hoặc là mình cũng vẫn cái dạng của từ đó, danh từ, động từ, tính từ, nhưng mình phải thêm tiếp tố hoặc tố chẳng hạn. Rồi vậy bạn lưu ý giúp cô, đầu tiên là chúng ta nên ôn tập thật nhiều từ vựng để chúng ta có cái vốn từ vựng. Và chúng ta nên học những cái từ phát sinh thì người ta gọi là gia đình từ vựng ý, được chưa? Ví dụ cô có từ friend là bạn bè, thì tính từ của nó là friendly, là thân thiện. Tính từ trái nghĩa của từ friendly là unfriendly. Cái tình bạn là friendship, và sự thân thiện là friendliness. Thì cô học như thế thì sẽ rất là nhớ các bạn nhé. Câu số 30 này. We offer a wide range of goods at varying prices. Chúng tôi cung cấp a wide range of, là một loại, rất là nhiều các cái loại hàng hóa. Goods ở đây phải là tốt, goods ở đây là các cái loại hàng hóa khác nhau ở một mức giá rất cạnh tranh. Thì chúng ta có từ compete, đó là cạnh tranh, thì chúng ta cần một tính từ mang tính cạnh tranh. Đây các em nhé, tính từ mang tính cạnh tranh đó là từ competitive. Question 31. Solar energy, air and water are renewable resources. Năng lượng mặt trời, không khí và nước là những cái nguồn năng lượng renewable, là làm mới. Ở đây chúng là những cái nguồn năng lượng không thể tái tạo được hay là tái tạo được em. Đó là những nguồn năng lượng có thể tái tạo được. Còn than, đá, dầu mỏ, khí đốt người ta gọi là những nguồn năng lượng không thể tái tạo được. Vậy ở đây trước danh từ resources chúng ta cần một tính từ. Tính từ là renewable. Còn trái nghĩa về nó là có non-renewable. Number 32. List of endangered species have been made by the scientists. Một loạt những cái loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng hay là nguy hiểm đã được những cái danh sách đấy, những cái danh sách đã được đưa ra bởi các nhà khoa học, đã được lập nên bởi các nhà khoa học. Cho nên chúng ta có cần một tính từ trước species, chúng ta cần một tính từ. Thế nhưng các bạn lưu ý cho cô, ở đây chúng ta có hai từ liên từ danger, danh từ là dangerous là nguy hiểm. Cái gì là nguy hiểm, bản chất của nó nguy hiểm. Nhưng ở đây chúng ta có nghĩa là các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng thì chúng ta sẽ dùng là endangered. Endangered là làm nguy hiểm, và endangered có nghĩa là endangered, có nghĩa là bị gây nguy hiểm hay có nguy cơ tuyệt chủng. Number 33. People are destroying the air by adding pollutant to it.
Người ta đang hủy hoại không khí bằng cách thêm những cái chất ô nhiễm vào đó. Thì chắc chắn là sau adding thêm cái gì vào cái gì, chúng ta phải dùng danh từ rồi. Thì danh từ ở đây chúng ta có hai danh từ, từ pollutant và tính từ. Danh từ là pollution, là sự ô nhiễm. Không thể thêm sự ô nhiễm được và phải thêm các chất gây ô nhiễm thì chúng ta có từ pollutants. Và các chất gây ô nhiễm chúng ta sẽ phải có S nhé. Pollutants là một chất, nhưng ở đây không có ơ âm đằng trước, vậy chúng ta sẽ dùng pollutants. Question 34. People should conserve nature resources because one is enough. It can never be replaced. Mọi người nên bảo tồn các cái nguyên tài nguyên thiên nhiên, bởi vì một khi được sử dụng cạn kiệt, use up, nó sẽ không bao giờ được thay thế. Vậy đây chúng ta cần một cái tính từ từ natural là natural. Rồi, từ câu 35 đến câu 340 là chúng ta sẽ viết lại câu, và ở đây là liên quan đến mình, đến quan hệ rất nhiều các em nhé. Rồi câu số 35, học sinh, người mà gian lận trong cái kỳ thi cuối kỳ sẽ bị điểm 0. Vậy yêu cầu của người ta là reducing relative faults. Hãy rút gọn mệnh đề quan hệ. Rút gọn mệnh đề quan hệ thì các bạn lưu ý giúp cô là chúng ta có 3 dạng như cô nói rồi. Thứ nhất là chúng ta dạng dùng giọng verb ing với mang nghĩa chủ động, verb ed mang nghĩa bị động và to infinitive. Trong trường hợp đấy là câu có một số cái từ như là lần đầu tiên, lần thứ hai thì gì đó. Vậy học sinh người mà gian lận trong cuộc thi cuối kỳ thì sẽ bị điểm không. Thì đây chúng ta thấy là chúng ta sẽ rút gọn bằng cách bỏ cái đại từ quan hệ đi và cái động từ chính chúng ta sẽ chuyển về nguyên thể và thêm đuôi ing, đúng chưa các bạn? Vậy thì đây chúng ta sẽ viết lại student. Chúng ta bỏ từ who đi và từ cheat là động từ ở nguyên thể rồi, chúng ta là cheating in the final test will get 0 mark. Sẽ bị điểm 0. Chúng ta rút gọn ở who cheat. Number 36. The last person who was interviewed yesterday was Jack. Học sinh cuối cùng mà được phỏng vấn ngày hôm qua là Jack. Vậy đây chúng ta sẽ sử dụng mệnh đề quan hệ dạng rút gọn. Nhưng ở đây chúng ta với the last person, người đầu tiên, người cuối cùng như cô nói, người duy nhất, thì chúng ta sẽ dùng to infinitive. Vậy ở đây chúng ta sẽ viết lại là the last person. Và chúng ta bỏ who, bỏ was, đúng không? À bỏ who, có xin lỗi, bỏ who đi. Và to thì chúng ta phải cộng động từ nguyên thể, từ was là quá khứ của to be, thì chúng ta phải chuyển thành to be. Rồi the last person. To be interview yesterday was Jack. Number 37. The officer worked 8 hours a day. Their salary is too low to support the family. Những cái công nhân viên trước đây làm việc 8 tiếng một ngày, lương của họ thì quá thấp để có thể nuôi được gia đình. Vậy thì chúng ta phải sử dụng mệnh đề quan hệ, sử dụng đại từ quan hệ, đúng không? Câu này thì chúng ta sử dụng dạng đầy đủ các em nhé. Vậy chúng ta phải xác định là đại từ quan hệ chúng ta sẽ đặt ở đâu, đặt ở cái thành phần nào chung lên nhé. The officer worked 8 hours a day. Những cái người công nhân, đúng nào, người công nhân viên chức làm việc 8 tiếng một ngày, lương của họ quá thấp, thì ở đây chúng ta sẽ thay sử dụng đại từ quan hệ ở cái phần their salary. Thì cái their mang nghĩa của họ thì chúng ta cần chuyển ra cái gì của họ, đúng nào, là whose sẽ cộng danh từ. Chúng ta viết hết về thứ hai và sau đó chúng ta lại quay lại lắp vào động từ về thứ nhất. Vậy chúng ta sẽ viết lại là the officer whose salary is too low to support the family work 8 hours a day. Những người công nhân viên trước mà lương của họ quá thấp để nuôi nấng gia đình thì làm việc tận 8 tiếng một ngày. Tiếp theo câu số 38. The examination lasted 2 days. I was a sophomore in this exam. Cái bài thi, kỳ thi thì kéo dài trong 2 ngày, tôi rất là thành công, successful trong cái kỳ thi này. Chúng ta cần phải sử dụng giới từ cộng với đại từ quan hệ, được chưa? Bởi vì ở đây chúng ta xuất hiện giới từ y thì chắc chắn là chúng ta phải sử dụng đại từ quan hệ rồi.
đại từ quan hệ, giới tư kèm đại từ quan hệ, xin lỗi. Ở đây là cái kỳ thi mà tôi rất thành công, mà trong đó tôi rất thành công ý. Thì kéo dài 2 ngày, bao giờ mệnh đề quan hệ chúng ta sẽ lấy chủ ngữ về đầu, lắp với thông tin về sau, sử dụng đại từ quan hệ hay là các cái giới từ cộng đại từ quan hệ, và chúng ta lắp với động từ cộng phía đầu em nhé. Rồi, examination. Rồi, ở đây này đấy là đại từ quan hệ, ở đây giới từ cộng đại từ quan hệ là in. In thì cái kỳ thi ở đây chúng ta chỉ là in which và in whom thôi, là dùng hai cái từ đấy. Mà trong đó đúng là tôi rất thành công, in which I was successful. Được chưa? Tôi rất thành công. Thì kéo dài 2 ngày, chúng ta lại quay lại với cái thành phần của câu số 1, lasted 2 days. Tiếp theo, câu số 39, Sydney is the largest Australian city. It's not the capital of Australia. Sydney là cái thành phố rộng nhất ở ở Australia, nó không phải là thủ đô của Australia. Vậy chúng ta sẽ phải sử dụng đại từ quan hệ. Vậy Sydney, cái mà không phải là thủ đô của Australia thì là một thành phố lớn nhất thế thôi. Tuy nhiên ở đây chúng ta rõ là Sydney là tên riêng, thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải sử dụng dấu phẩy để cắt cách các vế em nhé. Sydney, which is not the capital of Australia, is the largest Australian city, là cái thành phố rộng nhất của Australia. Rồi, vậy thì câu số 40. Câu số 40, the warden pays me a fair salary. I work for her. À, người phụ nữ mà trả tôi một mức lương rất là hợp lý đấy, vì tôi làm việc cho cô ấy. Vậy đây chúng ta sẽ phải sử dụng giới từ cộng với đại từ quan hệ. Người phụ nữ, người mà tôi làm việc cho thì trả tôi một cái mức lương rất là hậu hĩnh. Vậy thì chúng ta sẽ phải sử dụng chủ ngữ của vế đầu, sau đó kết hợp với giới từ và đại từ quan hệ ở phía sau, và chúng ta quay lại lắp ráp nốt thông tin của vế đầu. The woman ở đây chúng ta có for, ở đây người phụ nữ đúng nào, thì chúng ta sẽ dùng for whom I work now, mà tôi làm việc cho người đó đấy, thì chúng ta kết hợp với về sau là pays me a fair salary. Ok, the end. Our lesson finished today. I hope you like it and wish to see you next time. Và hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Cô nghĩ là đây là một đề kiểm tra giữa kỳ tương đối đầy đủ và sâu, bao gồm cả tự luận và trắc nghiệm về mặt ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu, đọc điền. Hy vọng là các em cảm thấy là bài học hôm nay hữu ích. Hẹn gặp lại các em ở những bài học sau.